Lần đầu tiết lộ, Mỹ Tâm từng mắc phải căn bệnh có thể khiến cô mất đi giọng hát. Trên trang cá nhân, người bạn thân của Mỹ Tâm là nhà thơ Phong Việt đã có đoạn chia sẻ về tình trạng bệnh của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ vì chưa từng ai nghe về căn bệnh này. Phong Việt viết, có lẽ rất ít người biết, trong năm 2017, Tâm đã trải qua cơn khủng hoảng tồi tệ nhất đời mình. Chính xác là ngày 2 tháng 4 năm 2017, Tâm bắt đầu rơi vào những cơn ho không kiểm soát. Và suốt gần 3 tháng sau đó, cho mãi đến tận tháng 7 năm 2017, Tâm gần như mỗi khi cất giọng hát, sẽ liền sau đó là một cơn ho kéo dài. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, đấy có thể xem là quãng thời gian mà Tâm nghỉ hát lâu nhất và cũng là lần đầu tiên trong đời cảm nhận rất rõ việc mình hoàn toàn có thể rời xa sân khấu trong một bi kịch không đoán trước. Rất may, Tâm đã gặp được anh Trọng Tấn và được giới thiệu đến một bác sĩ tại Hà Nội để chữa trị. Hiện tại, Mỹ Tâm vẫn đang trong quá trình điều trị để chữa dứt điểm chứng ho này. Thậm chí, Mỹ Tâm từng có ý định bay qua Mỹ để gặp vị bác sĩ đã chữa khỏi căn bệnh tương tự cho Adele. Năm 2017, gần như là thời điểm Mỹ Tâm bước một chân xuống vực sâu. Nhưng đến cuối năm, cô đã đặt một chân còn lại lên đỉnh vinh quang thông qua việc cho ra mắt album mới.